Buổi tối thứ sáu tuần trước, trong ánh sáng mờ ảo ngoài trời của vùng nông thôn bang Minnesota, những thanh niên mải miết lái mô tô địa hình đua tranh cho sự kiện hàng năm. Đây cũng là dịp để cộng đồng tụ hội, gác sang bên những nỗi lo hàng ngày mà năm nay thì tất cả đều mang tên COVID-19. Trong không khí chớm thu tháng 9 thì nhiều người dân nơi đây không ngại ngần bày tỏ quan điểm của mình về cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra, bởi họ không có một chút phân vân nào về cái tên trên lá phiếu mà họ sẽ chọn để lãnh đạo đất nước 4 năm tới. Ông ấy khiến người khác cảm thấy thoải mái. Ý tôi là nếu tới gặp ông ấy thì tôi cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Ông ấy là người dễ mến và cho thấy là người trung thực, là người tỏ ra quan tâm thực sự đến người khác. Ông ấy chẳng khác gì tôi, một người bình thường, tốt bụng. Tôi nghĩ ông là một tổng thống tốt vì ông đã làm rất nhiều cho những người lao động. Ông quan tâm đến công dân Mỹ, ông chăm sóc các cựu binh, là một tổng thống Mỹ tốt toàn diện. Ông vì dân và cố gắng giúp dân. Người dân ở đây cũng giải thích vì sao họ không thích báo chí và những cử tri thành phố, những người thường không ưa Tổng thống Trump mà chỉ quan tâm đến những vấn đề xa lạ với họ. Ở vùng nông thôn Minnesota này, chúng tôi làm việc chăm chỉ, chúng tôi có đạo đức, có giá trị lao động tốt. Dường như khi ra thành phố lớn, tôi không biết sao chứ người thành phố toàn chỉ đi biểu tình với đập phá. Ý tôi là người Mỹ không ai muốn làm việc nữa à? Người da đen có giá trị. Ồ, người da trắng cũng có giá trị chứ. Ở đây chúng tôi là những người kiểu cũ. Chúng tôi tôn trọng cảnh sát, các nhân viên nhà nước. Chúng tôi tôn trọng Tổng thống. Chúng tôi sống khá đơn giản và truyền thống. Hiện Tổng thống Donald Trump đang xếp sau ứng cử viên Joe Biden trong các cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc. Nhưng với thực tế là những cử tri ủng hộ ông, rất nhiều trong số đó lại là những người nông thôn ít va chạm, ít lên tiếng, thì kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ rất có thể sẽ vẫn luôn là ẩn số cho đến khi chính thức sáng rõ.